Mình không đi xem phim Đất Rừng Phương Nam bởi vì mình không thấy sự rung động. Đầu tiên khi mà thấy cái poster, mình nghĩ đây sẽ là một bộ phim về dân tộc nè, về tình cảm, gia đình và mọi thứ sẽ rất là đẹp và rất là Việt Nam, chân chất, chân phương. Nhưng sau khi mình xem trailer cái mình cái confuse một tí về bối cảnh, về nhân vật, về vai diễn, về diễn viên và về trang phục nữa. Rồi sau đó khi mà đọc những cái bài viết review bộ phim này, mình lại càng confused là đây có thật sự là một bộ phim của Việt Nam hay không. Rồi sau đó nữa khi mà mình thấy những cái đoạn leak ở trên TikTok thì mình đây lại thấy đây là một bộ phim hài hả, bởi vì cài cắm những yếu tố về về diễn hài rất là nhiều. Cái mình confused là đây là bộ phim gì khi mà đạo diễn đưa quá nhiều yếu tố vào một bộ phim như vậy. Một bộ phim hài thì cũng không tới, về một bộ phim về tình cảm thì nó cũng không tới, về một bộ phim về dân tộc thì mình cũng càng thấy không tới. Nên là mình cảm thấy không có sự rung động nào đối với bộ phim này. Đồng ý là bỏ ra 100 ngàn để mua một cái vé xem phim nó không đáng bao nhiêu cả, nhưng để mà mình tự nhiên phải đi theo mọi người bắt mình phải xem một bộ phim không mang đến cho mình một sự rung động thì nó thật sự tội nghiệp mình quá, nên mình quyết định không đi xem vậy thôi.